sẽ cùng đến với ví dụ thứ nhất để cùng tìm hiểu xem dạng 3 ta sẽ khai thác cụ thể trong bài như thế nào. Cô giới thiệu với các con đề bài số 1. Trong khổ thơ sau, hình ảnh so sánh đã góp phần diễn tả nội dung thêm sinh động, biểu cảm như thế nào? Ta cùng tìm hiểu câu thơ. Mùa thu của em là vàng hoa cúc, như nghìn con mắt mở nhìn trời êm. Câu thơ của tác giả Quang Huy. Như vậy, với dạng bài này thì tín hiệu nghệ thuật đã được cung cấp cho các con trong phần câu hỏi, đó là hình ảnh so sánh. Vậy ta khắc họa hình ảnh so sánh là phần đậm nét nhất trong phần diễn đạt. Vậy đó chính là dạng bài nằm trong phần bài của dạng thứ ba này đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bước đầu cảm nhận đầu tiên qua cách đọc để tìm hiểu nội dung. Ở phần này, với câu thơ thuộc thể thơ 4 chữ, vì thế con dễ dàng ngắt nhịp và đọc. Ta chú ý ở các từ gợi tả về màu sắc như từ vàng, cụm hình ảnh so sánh, nghìn con mắt và hoạt động liên tưởng và mở rộng cho câu thơ mở nhìn trời êm. Đó cũng chính là cụm từ mà các con cần nhấn. Con nghe cô đọc mẫu nhé. Mùa thu của em là vàng hoa cúc, như nghìn con mắt mở nhìn trời êm. Câu thơ được trích trong bài thơ Mùa thu của em của nhà thơ Quang Huy. Bài thơ con đã thấy quen thuộc và những lời thơ thật giản dị, trong sáng nhưng lại thấy được nét đẹp của mùa thu, cho nên con không khó để nhận ra nội dung của bài. Và tất cả những gì thấy được vẻ đẹp trong mùa thu gói gọn trong câu thơ này, đó chính là màu vàng của hoa cúc.